Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và bạn cùng đến với một ván cờ thuận pháo vang danh lịch sử. Ván cờ được đánh bởi siêu kỳ tiên Hồ Vinh Hoa và kỳ thánh Lý Lai Quần tại chung kết thuận pháo lần thứ nhất. Một ván cờ vô cùng khủng khiếp với đòn tốc sát vô tiền khoáng hậu. Xin kính mời quý vị cùng đón xem để biết được ai sẽ là thuận pháo vương